xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ tiếp cho anh em mình cùng chơi một cái bắt cầu ở trên những cái nguyên bản của tiếng hiện nay và những cái bắt cầu này để cực kỳ chuẩn xác để anh em có thể là dựa vào này cũng như là so sánh và cũng như là bắt theo một cái công thức này của mình nhé, cá kiếm một cái số lời cực kỳ là hấp dẫn cũng như là một cái số lời như là mong muốn chưa. Ok thì bây giờ anh em sẽ vào trong game, anh em có thấy là so sánh chỉ tiên này, sẽ trí ngầu này, hay là thống kê phim đúng không? Anh em sẽ lấy bảng tuần ra nếm soi, đó cũng là ba điểm khá là quan trọng để cái gì ra để ra lựa chọn cho sạch và soi. Thì khi đó để mà chuẩn xác đại khái những chính xác ra thì mình cần là lấy cái gì ra để mình tính toán và lấy cái gì ra để mình tìm được cái hướng đi chính xác nhất của nó. Thì ok thì bây giờ mình cũng chia sẻ luôn đến anh em một cái cách chơi cực kỳ hiệu quả rồi nhá. Và anh em sẽ ở đây em sẽ lấy ví dụ như là có tài 12 là cái điểm tổng của cái điểm cầu của cầu chữ gì hết rồi 13 này, cầu xỉu 10 này, 9 này, đây là có tài 11 này, và đây sẽ là ví dụ là con nhầm còn 12 đấy. Ví tức làm sao? Tức là mình sẽ đứng đầu đầu lên cộng 4 đầu lên đấy. Tức là 12 có là 12 cộng 4 12 thì bằng 24 đúng không? Thì chúng ta sẽ bắt vào xỉu cho mình nhé. Bắt vào xỉu. Đây là cái tiền chạy cộng không thì cần soi ở cái cuối này cho mình là được 4 thôi. Anh nhớ là bắt cái đầu cầu của cuối cầu nha. Tiếp tục đây là một con xỉu, chúng ta sẽ có một con xỉu 8. Thì bây giờ là con số ví dụ nha. Và khi mà anh em gặp phải thì anh em sẽ có con số chính xác hơn. Thì khi đó anh em nên vào áp dụng con số đấy đúng vào bằng công thức này thì nó sẽ có kết quả là tới tục 12 cộng 18 ở đây có 20 20 điểm trắng ở đây thế là ok hàng xỉ nha. Đấy thì đây là một cái ví dụ làm cái điểm cầu và đây là một công thức thì anh em chỉ cần là lấy đợt vào công thức phim đường ra và chúng ta sẽ có kết quả đẹp được chưa. Em hãy nhớ kỹ cho mình đợt vào cầu của tôi đó là những sự kiện mình chỉ lấy một cái mẫu ngắn ngắn gọn thôi để anh em hiểu rõ cái tính thôi, chứ còn đâu là anh em khi mà gặp phải thì anh em sẽ chơi được cũng như là thì bất nhé. Khi mà để cầu rồi thì nó sẽ là luôn có tài một chẳng hạn cho ta sử 10 chẳng hạn đúng không, nó sẽ đẩy đi ví dụ cho nó ví dụ đó là 11 cộng cho 8 đúng không, thì chúng ta có là 19 tài điểm này thì anh em bắt tài của mình nhé. Cứ sau soi chế thức quân hồn số 1 được đâu và chúng ta sẽ có được tài và tiếp tục thì đây cũng là có 22 đúng không, 8 lên 13 này đó. Thì tiếp tục mình vẫn lấy 1 cũng 13 tiếp chúng ta sẽ có 24 thế thì anh em bắt phải xỉu luôn đúng không, đây con bằng tay này tất cả đây bốn tay này đều là chạy theo gọi là thuận. Còn nếu cái người thì sẽ ngược lại hoàn toàn ở cái điểm này. Nó sang tức là như tức là 12 cũng 12 là 24, nó không phải là xỉn nhưng mà nó sẽ lên tài. Nhưng và 11 cũng 8 là 19 còn bắt vào tài nhưng mà chạy nghịch thì sẽ là bị xỉn ở đấy. Rất là đơn giản có thể thôi. Cái tỷ lệ phần trăm nó sẽ qua người thấp hơn nha. Tức là thuận thì nó sẽ có là thuận thì nó sẽ có là 8% nó chạy ra thuận đúng không? Còn nghịch thì chỉ có 20% thôi. Là vì thế thì đấy chạy nghịch rất là thấp luôn bạn. Và anh em cứ bắt theo thuận nha. Để mà biết được phần nghịch trong phiên đấy hôm nay thì em cần là quan sát ra ba này đến bốn tay đầu thì em sẽ tìm được ra là cái xu hướng chạy thuận chạy nghịch của nó thôi. Rất đơn giản. Đấy. Và cái công thức của mình muốn chia sẻ nhé, thì mình chia sẻ thêm một cách đi vốn nữa. Thì nếu như mà em còn đang có mức vốn ví dụ như là 20 củ đi thì anh em sẽ phân tích ra 20 củ là một gì, 20 m này thì chúng ta sẽ chia đều ra là nếu chưa nhiều thì em sẽ chia đều ra là 20 tay được chưa, còn ít thì là 10 tay được chưa, rất đơn giản thôi. Và một tay anh em sẽ đi đều cho là một đầu tay là chúng ta sẽ có là 20 tay thôi. Còn nếu chúng ta sẽ muốn đi 10 tay thì chúng ta sẽ đi là 20 một tay.
Nó vẫn là có 20M thôi đúng không? Đó. Nói chung là bốn cái pin vốn này sẽ cực kỳ là hiệu quả cái này này. 20 tay thì anh em sẽ chơi rất là lâu này. Đấy, còn cái ngày mà 20 một tay thì chúng ta vẫn là có lãi như thế chứ là từ và lời là 20 củ cả thôi. Đúng không? Chỉ còn một cái là một màu thì mình chơi là 10 tay. À, 20 tay này. Còn ở đây thì chúng ta sẽ chỉ có là 10 tay thôi. Đấy. Một cái thì giúp anh em là giải trí là chơi rất là lâu. Còn một cái những vốn chúng ta chơi thì có 10 tay ta sẽ nghỉ rồi đúng không? Đấy. Thế nên là chúng ta đừng có chơi quá nhanh quá, chơi vừa phải vừa đủ như thế này thôi đúng không? Và đây là công thức và kèm theo là cách chơi vốn. Nếu như mà anh bán đúng như công thức này và cách chơi vốn này thì nó sẽ là tăng cái tỷ lệ chuẩn xác lên cục tầm cao mới từ 80 đến 90% anh em nhé, tỷ lệ thắng rất là cao. Nên là vì thế anh em tự tin là vào áp dụng cái công thức này của mình vào để cá kiếm ngày công cũng là cá kiếm một số lời như anh em là mong muốn, như anh em là ước muốn đúng không? Nên là vì thế mình lúc nào mình cũng tự tin là đứng ở đây và chia sẻ với anh em để công thức hay nhất và kiểm soát nhất để anh em thì áp dụng vào cái game bài điện tử rất là hiện nay. Và mình nghĩ là nhiều anh em bây giờ là chơi theo cái nó sở thích, chơi theo cái may rủi rất là cao bởi vì nó chỉ có hai cửa mà, nhưng mà chơi theo cái đấy thì nó không bền, nhưng mà hôm nay ăn ngày mai mất, hôm nay mất ngày mai mất tiếp ở nhà nhà, không bao giờ bền được. Nên là vì thế mình áp dụng công thức kỳ vàng, ngày nào cũng có thể kiếm được bằng đấy, ngày nào cũng có thể hút được bằng đấy đi, nó sẽ ổn hơn là anh em ngày nào cũng chơi tay ăn, à hôm nay ăn ngày mai mất, hôm nay mất ngày mai ăn anh em nha. Ok thì video này sẽ kết thúc ở đây thôi và hy vọng là anh em sẽ áp dụng công thức này chuẩn xác và chính xác để mang về số lời như anh em muốn nhé. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi, chào và tạm biệt anh em, bye bye.